cho anh em con R40 anh em nhá. Con này Kubota nhá. Bao anh em là zin 100% nhá. Mà màu mè nó không được lướt á, không được đẹp lắm ha. Không đẹp thì giá nó rẻ hơn tí xíu anh em ha. Rồi con này chốt cho anh em nào 5,5 triệu bao ship ha. Bao zin bao ship cho anh em 5,5 triệu ha. Kubota R40. Màu mè cũng được đẹp luôn. Bao chất lượng cho anh em á. Chất lượng là em bao ha. Bề ngoài nó như trong video như sao là nó vậy đó. Chất lượng bên trong em bao cho anh em ha. Giờ cái lớn không có khói đâu anh em ha. Khói không có ha. Anh em nào bộ đông bộ ruộng được á. Bơm nghe ó ó lao. Em bẻ cò hả? Máy rất là nhảy anh em ha. Máy thì bao zin 100 cho anh em á. Rồi anh em mà cần liên hệ em nha. 0985927776 Zalo ha. Ớt 70 anh em này. Mặt đạn ha. Rồi chào anh em nhé.